Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn ạ, buổi sáng ngày hôm nay là một ngày thứ bảy rồi ạ. Chúc quý vị và các bạn có những cái ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Thưa với quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, trong buổi chiều ngày hôm qua thì chúng tôi vừa mới mua về được chiếc xe này. Chúng tôi đã phát livestream trực tiếp tại chỗ mua cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nhưng hôm nay thì tôi sẽ làm video trực tiếp giới thiệu chi tiết về chiếc xe Honda City 2016 này cho quý vị và các bạn này cùng xem. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, trước máy quay của tôi ngày hôm nay, quý vị và các bạn đang xem là một chiếc xe Honda City. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được hơn 4 vạn km rồi ạ. Thì sau đây tôi sẽ quay chi tiết để giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Honda City 2016 này đấy ạ. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi quanh một vòng để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe Honda City này ạ. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 4 vạn km rồi ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ, nguyên bản từ cái dàn lốp này đấy ạ. Dàn lốp cũng là dàn lốp nguyên bản theo xe luôn đấy ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 445 triệu đồng. Vậy quý vị nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn ạ. Nhìn tổng thể về ngoại thất bên ngoài thì quý vị các bạn cũng đã biết đấy, chiếc xe này còn khá là mới đấy ạ. Nước sơn rất là bóng mặt, chủ xe đi lại rất là giữ gìn, cẩn thận, rất là sạch sẽ luôn. Chiếc xe này chúng tôi hôm qua đã phát trực tiếp, quý vị các bạn xem video phát trực tiếp thì quý vị các bạn cũng đã biết ạ. Nó rất là đẹp, rất là sạch sẽ, chủ xe rửa sạch rồi ạ. Và chúng tôi không phải rửa và cũng không phải làm bất cứ một cái gì cả. Buổi chiều ngày hôm qua là tôi mua xong là tôi phát trực tiếp tại chỗ mua. Sáng hôm nay thì tôi đem ra đây để quay để giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn đấy ạ. Về cái phần ba đợt sốc sau thì quý vị các bạn xem đấy ạ. Chủ xe cũng đã lắp thêm về cái đuôi gió này, cho nên là nhìn nó rất là thể thao, rất là đẹp. Còn nếu như quý vị nào mà không thích cái đuôi gió này thì chúng ta có thể tháo ra, cũng rất đơn giản thôi ạ. Nhìn qua phía phần sườn bên phụ đấy ạ, cũng còn rất là đẹp ạ. Rất là bóng bẩy, mặc dù chúng tôi mua về còn không phải rửa cơ chứ không nói là đánh bóng, mà đã đẹp được như thế này luôn rồi đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, start top và bấm tay mở cửa đây. Kể cả bên cánh bên phụ cũng bấm tay mở cửa được. Bấm tay mở cửa cả bên phụ và bên lái. Và những cái tay nắm thì đã được làm bằng vật liệu là chrome, rất là sáng, rất là bóng. Xi nhan được tích hợp trên chiếc gương chiếu hậu này rồi đấy. Và gương chiếu hậu cũng là gương gập điện rồi. Đây là nó chỉ bẩn chút thôi chứ không có xước sát gì đâu ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây là cái phần ba đợt sốc trước của xe, tất cả cũng còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và tất cả còn nguyên bản hết đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Cụm đèn pha đây, thưa với quý vị và các bạn, cụm đèn pha còn rất là sáng, rất là mới đấy ạ. Sau 4 năm sử dụng nhưng mà chiếc xe này còn rất là mới ạ, cụm đèn pha đấy, rất là trong. Ca lăng, mặt ca lăng bằng chrome rất là sáng. Tuy nó hơi bẩn một chút tại vì là hôm nay trời nó mưa, tôi vừa mới đi ra đây nó cũng hơi bắn mưa lên một chút thôi ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn gầm rồi ạ. Đây là cái cặp đèn gầm, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Nhìn một cái góc chéo thì chúng ta thấy được cái nền của xe rất là đẹp ạ. Đây là cái nền của bên lái. Sau đây thì chúng ta xem qua về cái nền của bên phụ đây ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là bóng ạ. Và đây là cái ba đợt sốc sau của xe, tất cả cũng còn nguyên bản ạ. Xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Và đuôi gió nhìn rất là thể thao đây ạ. Và tất cả cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Tất cả còn rất là nguyên bản đấy ạ. Đây là cái bộ cảm biến lùi của xe, 4 mắt cảm biến lùi.
camera lùi nguyên bản theo xe đấy ạ. Sau 4 năm sử dụng nhưng chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 4 vạn km thôi, còn khá mới luôn ạ. Cả một cái dàn lốp còn nguyên bản theo xe luôn ạ, và còn rất là dày vì chiếc xe mới lăn bánh được có hơn 4 vạn km thôi. Quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Cái hoa lốp nó rất là dày như thế này đây. Và đết lốp sản xuất đây ạ. Đết lốp sản xuất là tuần thứ 27 năm 2016. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 và lốp cũng là lốp 2016, lốp nguyên bản theo xe ạ. Cả một dàn lốp cơ ạ, chứ không phải riêng một cái lốp này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi lại một vòng quanh xe để xem về ngoại thất, xem lại một lần nữa về cái phần ngoại thất của chiếc xe này. Sau đó thì tôi sẽ tiến vào cái khoang nội thất để giới thiệu cho quý vị và các bạn chiếc xe này chạy có hơn 4 vạn km thôi và tất cả còn nguyên bản, từ cái ghế nỉ cũng còn nguyên bản ạ. Những chiếc xe này thì nguyên bản của nó sản xuất ra là ghế nỉ, nhưng mà rất nhiều người là mua về cái là bọc lại ghế da luôn, hoặc có những người sử dụng rất là nhiều rồi, nó nát hết cái ghế nỉ ra mới phải làm lại ghế da. Nhưng chiếc xe này là còn nguyên bản ghế da nguyên bản luôn, à ghế nỉ nguyên bản luôn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe mới chạy có hơn 4 vạn km thôi. Thưa với quý vị và bạn, hơn 4 vạn km mà chất lượng còn rất là tốt như vậy, mà chiếc xe này chúng tôi bán với giá chỉ 445 triệu đồng thôi. 445 triệu đồng thì quý vị các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan đi rất là bền bỉ và chắc chắn của Honda này, thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi, thương hiệu của Honda thì nó cũng tương đối là tốt ở cái thị trường Việt Nam mình. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào xem về cái phần khoang nội thất ạ. Đầu tiên thì chúng ta vẫn kiểm tra xem là có đâm đụng hay va chạm gì không. Thì đây là cái chỉ của cánh cửa bên lái đây ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết chiếc xe này không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Tất cả còn nguyên bản ạ. Và đây là cái phần táp lô của xe. Vâng, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về trong chiều ngày hôm qua. Thì chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, tất cả chúng tôi để nguyên bản như vậy. Tôi quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem mua như thế nào, thì bây giờ tôi quay là giới thiệu luôn đấy. Cho nên là nội thất nó vẫn còn hơi bẩn một chút, chưa được sạch sẽ lắm vì là chưa có dọn dẹp gì cả. Đây là cái phần ghế nỉ nguyên bản theo xe đấy ạ. Ghế nỉ còn rất là đẹp đây, thường là chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem cái phần má này, thì quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Cái phần má ghế này gần như là nếu như những chiếc xe nào mà chạy nhiều thì cái má ghế này nó sẽ nát hết ra rồi. Nhưng mà chiếc xe này ghế nỉ mà còn nguyên bản được như thế này thì là điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chạy ít là điều đương nhiên rồi ạ. Đây, và cái điểm nhận biết được chạy ít hay chạy nhiều nữa, thứ hai nữa là cái vô lăng đấy ạ. Thưa với quý vị và bạn, vô lăng này là vô lăng nguyên bản của xe nhé. Nếu như làm lại là tất nhiên là lại phải khâu lại. Khâu lại thì không bao giờ còn còn nếu như khâu lại thì chúng ta sẽ biết ngay ạ. Đây là cái vô lăng này thì không khâu được nhé. Và đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chạy 4 vạn 7 km rồi. Hôm qua thì tôi mua được cái là tôi quay luôn. Cái đồng hồ của hôm qua là 4 vạn 690, thì bây giờ đã là 4 vạn 7 rồi. Chúng tôi đi từ hôm qua về nó lên mấy chục cây nữa, thành ra là 4 vạn 7 rồi đấy ạ. Tất cả là chuẩn luôn ạ. Xe thì cũng đã được trang bị là gương gập điện rồi này. Icon này, chỉnh gương này, cảm biến lùi nguyên bản theo xe này. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái phần tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại công ty Honda Việt Nam. Đây ạ, và năm sản xuất là 2016 đây ạ. Quý vị và các bạn xem ở quảng cáo ở trên mạng thì quý vị và các bạn cũng phải để ý nhé. Nhiều người đăng xe giá rẻ nhưng mà đề là 2016 nhưng toàn ghi là đời 2016 hay là model 2016. Thực chất nó là sản xuất năm 2015 nhé, rất nhiều trường hợp như vậy. Nhưng đây chiếc xe này sản xuất 2016 luôn đấy ạ. Tôi quay là sản xuất 2016, tôi nói rõ là sản xuất 2016 chứ tôi không giới thiệu là model hay không giới thiệu gì đời cả, tôi nói là sản xuất. Đấy ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Quý vị các bạn có thể yên tâm mua xe của chúng tôi vì những chiếc xe mà chúng tôi đem lên đây, chúng tôi quay lên đây giới thiệu cho quý vị các bạn thì chúng tôi kiểm tra rất là kỹ rồi. Nếu như đi mua mà gặp những cái xe lỗi là chúng tôi không mua đâu ạ.
Đấy, ghế nỉ nguyên bản này. Và đằng sau này còn mới hơn cả đằng trước rất là nhiều, vì đằng sau này không ngồi mấy này. Và ở cái phân khúc hạng C thì chiếc sedan này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Rất nhiều xe ở hạng C là không có cửa gió điều hòa cho người ngồi phía sau nhé. Chiếc xe này thì đã có rồi, Honda trang bị đầy đủ luôn rồi đấy. Và đây là chiếc cốp sau của xe đây ạ. Cốp sau của xe tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn ạ. Đây, thưa với quý vị và bạn, cái này là keo chỉ nguyên bản của xe này. Còn cái ốc này là lắp thêm cái đuôi gió này nhé. Ốc này lắp thêm đuôi gió. Đấy. Ốc để bắt đuôi gió đấy. Keo chỉ còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một phân keo chỉ nào ạ. Đấy. Đây là ốc bắt thêm đuôi gió. Chúng ta có thể tháo cái đuôi gió này ra nếu như không thích. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đây, và cốp đằng sau đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là sạch sẽ. Chủ xe không hay để đồ cho nên là những cái này nó còn rất là sạch sẽ đấy ạ. Lớp sơ cua này. Đấy. Tất cả còn rất là mới ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là keo chỉ còn nguyên hết đấy ạ. Không có đâm đụng, không va chạm gì đâu ạ. Nội thất nó còn nguyên bản hết ạ, tuy nó hơi bẩn một chút vì là chúng tôi chưa có rửa luôn đấy, chứ chưa nói gì đến dọn dẹp. Mua về chiều tối hôm qua, hôm nay thì tôi sẽ quay luôn đấy chứ không kịp rửa luôn. Thì chủ xe cũng đã, trước khi bán cho chúng tôi, chủ xe cũng đã rửa rồi cho nên nó cũng sạch sẽ. Chỉ có chưa được dọn dẹp như thợ thôi. Và đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Tất cả cũng còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn ạ. Táp bi còn rất là mới. Táp lô cũng rất là đẹp luôn ạ. Ghế còn nguyên bản hết ạ. Đây, thưa với quý vị bạn, tôi quan sát cho quý vị bạn xem này, nó hơi bẩn một chút thôi ạ. Tất cả những cái này chưa dọn dẹp gì thì nó hơi bẩn. Thế nếu mà dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên thì nó rất là mới đấy ạ. Rất là nhiều xe trưng bày tại cửa hàng sạch sẽ đẹp đẽ, đấy chính là đã dọn dẹp rồi, đánh lên một cái nước xi, đánh lên một nước xi, kể cả đánh bóng ngoài bên ngoài, bên trong nội thất đánh xi thì nhìn nó bóng bẩy vậy thôi. Đây, chiếc xe này chúng tôi không làm gì thì nhìn nó hơi bẩn một chút thôi chứ thực tế là nó chất đấy ạ. Sau đây thì tôi mời quý vị các bạn xem về cái phần táp lô của xe, tất cả cũng còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Vô lăng cần số khỏi phải bàn luôn ạ, còn rất là mới, chưa có xước sát gì. Đấy, thưa với quý vị và bạn, nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì nó trên cái củ số này nó thể hiện hết này, rất là bóng này. Vô lăng cũng thể hiện hết này. Nhưng mà chiếc xe này thì chạy có hơn 4 vạn thôi, 4 vạn 7 thôi, cho nên là nó còn khá là đẹp đấy. Start top, xe trang bị khóa thông minh. Start top, màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp camera lùi, có đầy đủ các chế độ để giải trí rồi, ví dụ như GPS dẫn đường này, đầu DVD luôn này, thẻ nhớ để dẫn đường đây ạ. Rất là nhiều các tính năng để quý vị và các bạn có thể giải trí trong lúc đi xe hoặc là chờ đợi. Khá mới luôn đấy, trần cũng rất là sạch sẽ. Đây là cái phần trần, mặc dù chúng tôi chưa có đánh rửa dọn dẹp gì cả nhưng nó còn rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi xem qua về cái khối động cơ 1.5 lít này. Đây là cái khối động cơ xăng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, Honda cũng đã trang bị cho chiếc City này là một cái khối động cơ xăng 1.5 lít và là động cơ iVTEC, cũng thông minh và tiết kiệm nhiên liệu đấy. Và cái điều quan trọng mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở chiếc xe này đó chính là máy móc còn nguyên bản luôn. Chúng tôi cam kết máy móc còn nguyên bản và chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp gì cả. Chiếc xe này nó rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi cho nên là cũng không cần phải dọn thêm nữa đâu ạ. Vì là nếu như dọn thêm rồi thì nó lại mới quá. Quý vị và các bạn lại đến để xem lại bảo là anh em về mông má lên nó đẹp. Đây, tôi để cho nó nguyên bản luôn đấy. Tất cả các ốc này còn nguyên bản luôn này. Từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này vẫn còn những vết chấm sơn của nhà sản xuất đấy. Đấy, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này, thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước. Tất cả còn nguyên bản luôn đấy. Và máy móc thì hoạt động quá ổn định luôn ạ, không có rung động lắc gì cả.
Vì nếu như mà những chiếc xe mà hoạt động máy mà nó yếu rồi thì bây giờ là nó rung, nó rất là rung. Đây là chiếc xe này chúng tôi đang nổ máy này, bật điều hòa này mà nó không rung, nó rất là êm như thế này đấy ạ. Đấy, quý vị các bạn xem, rất là êm luôn ạ. Tất cả còn nguyên bản ạ. Quý vị và các bạn nào mà chưa có thời gian qua xem được thì quý vị các bạn xem qua về cái clip này thì cũng có thể biết được cái chất lượng này nó đẹp như thế nào ạ. Và đặc biệt là anh em thợ muốn lấy cho người nhà, người thân, người quen thì anh em thợ xem qua về cái clip này thì anh em cũng có thể biết được cái chất lượng của nó ạ. Tôi quay rất là sát đây ạ, tất cả các ốc nó còn nguyên bản hết ạ. Và đặc biệt chắc chắn là rất nhiều người đi xem xe là phải quan tâm là cái ốc tai này, ốc cabo này, xem nó còn nguyên hay không, keo chỉ còn nguyên hay không. Đây, tôi quay sát cho quý vị và các bạn cùng xem. Tất cả này, keo chỉ này, keo chỉ đây, ốc cabo đây, nó còn nguyên như thế này luôn đấy ạ. Đấy, chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả đâu. Tất cả còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Từ keo chỉ còn nguyên bản, máy móc còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì cả. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe Honda City 2016 này thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn có thể liên hệ trước với tôi qua số hotline là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần bên gia đình của mình thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Và quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.